Món tiếp theo, món thứ hai, bò nướng sả nha mọi người. Mấy ông anh hỏi mùng 10 hả? Mùng 10 là ở trên dưới đều được giống nhau ha. Trong đó đúng rồi. Vậy để tôi ngày mùng 10 tôi mua nhãn. Nhãn vàng đó tôi. Tiền đâu có mà.